biết rằng trở lại với kênh channel của Sao Lại Sao Này Tên Tên. Và trước khi xem video, các bạn đừng quên cho Sao một like, một share nhờ một comment, và đừng quên subscribe Sam và tất cả thành viên trong hai tụi mình nha. Và các bạn đừng quên là nếu các bạn thương Sam hơn, để các bạn qua video của Sam có hiện quảng cáo thì các bạn chỉ cần xem video quảng cáo giúp Sam từ 5 đến 10 giây thôi, giúp Sam có một số tiền nho nhỏ nha mọi người ơi. Mọi người đừng quên là giúp Sam lên 1 triệu giúp nhà mọi người ơi. Sam đang hóng từng ngày từng đêm luôn mọi người ơi. Ok, thank you mọi người nha. 1 triệu sub tưng đó. Rồi, không bớt nha. Thôi tôi về nhà tôi ngủ đây. Ê gì vậy? Trời, hôm nay tôi ruộng tới đây chơi mà. À coi không phải là chơi mọi người, mà hôm nay mình ruộng Phong cần tới có một nhiệm vụ rất quan trọng Phong ạ. Phong ơi, hôm nay tụi mình là có một nhiệm vụ rất quan trọng. Tụi mình sẽ làm bảo mẫu cho em bé này. Đó. Hôm nay bọn mình làm bảo mẫu cho em bé Doraemon hả? Cái gì Doraemon mà nội? Trời trời, đây là con sóc. Đó, con sóc. Con sóc hả? À là con của Kairon. À vậy là hai đứa mình là sẽ giữ con giùm cho Kairon đúng không? Ờ đúng rồi. Không, Kairon mình giùm miễn phí mà. Mình là người quen mà sao mà lấy tiền được? Trời, mình là người quen, hiểu không? Đó. À, không sao, kệ đi. Mỹ là nói con Kairon, nó là con của Kairon với Simi đúng không? Đúng rồi nè, con sóc nè, tới đây xem tôi vượt cho ông xem là trời dị thương cực kỳ luôn. Đó, hiểu chưa? Tao bắt đầu mày. Gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, con của người ta thấy dễ thương không? Trời ơi, con sóc cực kỳ đáng yêu luôn. À. Trời ơi. Bem ba mấy con sóc này, trời ơi, con này là con của Simi cái đó nó bông dặm đầu. Ê, vô gì mà. Ông vô gì vậy? Sao ta? Trời ơi, con của người ta thì người ta đáng yêu dễ sợ luôn á. Trời ơi, làm sao bà đáng yêu bằng con của tôi với Sam được nè, nhìn là con tôi với Sam trong hồ cá nè, thấy không? Đó. Thấy không? Ủa con tôi ông lăn lên nằm đây hả? Ủa sao kỳ cục vậy? Ủa sao kỳ cục vậy? Con của tôi mình làm trong hồ cá và con của Kairon với Simi sao mình làm chăm sóc nhờ? Ủa kỳ cục vậy không? Kỳ vậy? Trời ơi. Không biết sao, bởi vì con của hai đứa mình nó lớn rồi, bây giờ nó nằm trong hồ bơi nó bơi đó. Còn con của Sim với Kai thì nó còn nhỏ quá cho nên bọn mình phải nhận nuôi nó giùm. Mình đang chăm sóc đó. Rồi bây giờ tôi cho chị ta bé sắp uống sữa. Vậy bây giờ tôi sẽ đem nó ra tôi chấn nước. Cái gì vậy? Vô duyên vậy? Trời ơi, đây mọi người, chúng ta sẽ lấy sữa nè. Đó, sữa mọi người thấy không? Đó, nó đầy sữa nè. Bây giờ mình cho nó uống nè. Đó. Đây. Mình lấy cái bình sữa mình đập vô đầu nó đúng không? Vô duyên tôi đập đầu ông bây giờ. Đó, đầu uống. Đó, thấy chưa? Em nó uống thấy chưa? Rồi phải cho uống thêm mà trời uống gì nhiều vậy ta? Trời trời, em bé uống nhiều lắm Phong ơi. Từ để tôi để coi. Trời ơi. Simi với Kairon gọi sao? Đẻ gì đẻ hai đứa con nhìn xinh quá vậy. Trời ơi, một đứa thôi. Trời ơi trời. Trời ơi, mà đẻ con mà như thanh giống mọi người ơi. Trời, nuôi gì mà uống sữa mà hai lon chưa hết. Tôi đang nghi là mai này Simi sẽ đẻ 100 cái trứng luôn. Ok. Đó, giống như là thêm. mẹ Âu Cơ á, mẹ Âu Cơ xong 50 đứa đi xuống biển, 50 đứa leo lên bằng cây. Trời ơi. Rồi bây giờ em bé uống sữa xong bây giờ mình sẽ cho em bé đi chị ta đi tắm nè. Đó, ông mà chưa bẩn, em bé chưa bẩn. Đó. Hả? Anh Tham, bà cho hai đứa con của Sim với Kai uống sữa rồi sao không cho con mình uống sữa? Con mình đang trong hồ cá nè. Thì cây dây, cá nó ăn đồ ăn chứ uống sữa đâu. Thôi đó coi. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ tôi mà nói chung là hai đứa mình đang chơi trò chơi gia đình. Đúng rồi, tụi mình đang chăm sóc, mình là gọi là gì đó, bảo mẫu chăm sóc thì không phải là gia đình nữa, mình đang là bảo mẫu phải không? À, đó. Người ta hay vậy là người ta sẽ gọi tôi là bà Vũ đúng không? Đúng rồi, bà Vũ. Bà Vũ Phong Cần và bà Vũ Sammy. Trời ơi, cái tên dễ sợ. Mình nhận nuôi mấy đứa này đúng không? Mấy đứa này giống như là mình kiểu mình nhận nuôi nó, mình chăm sóc nó đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ để tôi quay. Ủa đang nấu ăn là Phong. Trời ơi, con của mình trong này nè. Chết rồi. Ai nấu con mình vậy? Ai làm thịt nó? Ai làm thịt nó vậy? Tại sao? Sao lại ép như vậy? Trời ơi. Ủa đây xịn quá mọi người ơi, này mở được luôn nè. Trời ơi trời, để coi mình lấy được gì trong này không? Đó, có bằng rửa tay luôn. Trời ơi xịn quá, cái nhà xịn quá. Nhưng mà ngon quá. Nhầm ngon quá. Ê ông ác quá. Ông nói sao thì bây giờ tôi cho em bé đi ngủ nè. Phong tới đây cho tôi xem nè. Tôi cho ông xem nè, quên. Đây đó em bé đi ngủ nè. Đó, để nhẹ nhàng nha. Đó, mình kích nhẹ. Đó. Ok. Đó, kích nhẹ nhàng thôi. Đó, nó ngủ. Trời ơi, gần ấy kìa. Khò khò dễ sợ cái vùng. Trời ơi, nó ngủ kìa, nó nhắm mắt nó ngủ kìa. Ừ, nó nhắm mắt dễ thương lắm. Trời ơi, dễ thương dễ sợ luôn á. Trời ơi. Thôi, để tôi ra tôi lấy tôi bắt cái con cá trong hồ bơi tôi bỏ ở trong giường cho nó ngủ luôn. Trời, con cá nó nằm ở trong này thôi, ông mà đè ra ngoài là nó chết luôn á. Trời ơi, có cái gì kỳ cục vậy? Dạ. Rồi tới đây. Ôi, Sam không biết gì hết trơn á. Sam biết sao không?
Bởi vì bọn mình là có nhóm hồ cá con á, cho nên là trên đời này bất cứ con nào miễn là con cá thì đều là con của bọn mình hết. Ok, bây giờ em bé ngủ xong rồi, bây giờ ông lấy nhẹ nhàng à, đó, cách nhẹ nhàng đó, em bé đang tức giận đó, không thấy không? Ờ, thấy không? Nó đang tức giận nè. Biết sao không? Mày dậy không? Tụi mình là bẩu bẩu rồi, mày mới nhẹ nhàng. Đây, em bé đang muốn tắm. Đó, thì mặt bẩn không? Không thấy mặt bẩn không? Ngủ cái mặt bẩn rồi. Hài luôn á. Sao? Hài luôn á. Mày tao nói cho mày nghe nha, con sắp kia. Tôi không biết là Kairon nhờ tôi với bà nhận nuôi con này. Kairon trả cho tôi với bà bao nhiêu tiền. Nhưng mà tôi nhìn cái mặt đó tôi thấy ghét quá, chắc tôi cầm màn chải tôi quýnh vô mặt đó. Ê, không được lấy màn chải em để chà nhẹ nhìn nha. Bây giờ em bé đang rất là dễ bẩn nha, bây giờ mình chà nhẹ nè. Đó, hiểu chưa? Ổn đâu rồi? Ủa Phong ơi, tôi đi ngoài, tôi lấy con cá em vô chà. Ê, mày điên á, trời đất ơi, mệt quá không làm gì kệ không. Bây giờ tôi sẽ chăm sóc bé gì ra, đây là bé gì ra, baby Kairon. Đó, baby của con của Kairon. Trời, tôi nói tôi lẹo lưỡi luôn, bây giờ mình có thể tự tắm nè mọi người nghe không? Đó, trời, tiếng tắm nè. Mình vừa tắm cho em bé, vừa chăm luôn. Mình vừa tắm cho em bé luôn. Đó, thấy chưa? Trời ơi, xịn quá. Nhưng mà sao cái chuồng tắm này nó nhỏ vậy? Trời ơi, lúng cái đầu mình luôn. Trời đất ơi là trời. Đó, rồi bây giờ mình sẽ giặt đồ nè. Đó, mình sẽ cái này giặt đồ. Về cái nơi nè. Cũng làm gì vậy Phong? Tám ơi. Cái gì vậy? Mở cửa tôi với tôi bị kẹt mày rồi. Trời đất ơi, khổ đi. Ông làm gì mệt không? Trời đất ơi, rồi, mở cửa nè. Vào phòng. Trời ơi, trời tối rồi kìa. Ok, rồi. Giờ được rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ để em bé. À, đi. Tôi hiểu rồi. Sao? Simmy với Kairon mà yêu nhau thì sẽ đẻ ra một con. À, Simmy là con gấu nè, còn Kairon là con sóc thì sẽ đẻ ra con gấu sóc, đúng không? Ừ, đúng rồi. Còn tôi á, mà tôi là cá mập, bà là cá heo. À không, nhầm. Gì vậy? Tôi là cá heo, bà là cá mập thì sẽ đẻ ra con heo mập. Ủa vì sao? Như yên vậy? Để con heo. Rồi. Hai cái tên nó hợp lại. Rồi bây giờ đi ngủ Phong ơi, bây giờ hai tụi mình đi ngủ với baby luôn rồi. Bây giờ trời tối nè, để sáng mai dẫn baby đi chơi nè. Nhanh lên. Đó, bây giờ đi ngủ nè. Băng. Ok. Đó, trời ơi, nhìn đẹp quá à. Ước gì tôi cũng có con mà, vậy tôi cũng à. Thôi trời đi. Ơi, dăm ba con sóc được đạp cho mặt mày đạp. Ê, trời, mình là bà mẫu phải không? Bây giờ Kairon mà Simin mà thấy được video này là Kairon Simin giận ông cả đời luôn á. Trời trời, gì vậy? Đi công gì? Ôi, ok, hiểu rồi. Okay. Rồi, hiểu chưa? Rồi bây giờ đi ngủ nè. Đó. Sáng dậy rồi, Phong ơi, dậy. Dậy chưa? Trời ơi, ơi. Tính ra là nó ngủ như heo luôn kìa. Sao ơi, bà kia nó dậy, tôi là con cháu thấy không? Bây giờ dậy xong cái là phải tắm lại mọi người, tại vì baby thường dậy xong nha, kiểu là em bé ngủ sẽ bị chảy nước miếng mọi người ơi. Đó. Gì vậy? nó ngủ dậy là nó sẽ ị đúng không? Đó thì mình đi cọ rửa cho nó rồi. Đó, sạch sẽ vậy cả đi tắm rồi. Bây giờ mình dẫn em bé đi chơi đi Phong ơi. Bây giờ đi chơi nè. Đó. Bây giờ dẫn baby đi chơi nè. Hả? Sao bà cục xúc quá vậy? Em bé bà nằm bà cầm trên tay nhìn cục xúc đi. Trời ơi, tôi cầm như biết sao mà không, tôi đang cầm trong lòng không phải không? Đó, đang cầm trong lòng. Ủa sao nhìn tục vậy? Mình kiểu như là Sammy đang nắm hai cái chân của nó sắt lên vậy. Ồ, bây giờ đi chơi nè, mệt quá. Wow, còn trượt được luôn nè, ghê thiệt. Ồ, vào đây không? Rồi, ông trượt cứ tôi xem coi ông trượt được không? Ông trượt được không? À, bà coi tôi trượt nè. Cái gì nó lớn quá à. Em baby ngồi được không? Ngồi được không ta? Không cho ngồi. Tôi nghĩ là được. Oh my god. Xong rồi đi, xem đi. Đi. Nhìn này, nhìn này. Dễ thương quá. Ôi nó chưa kìa. Ôi dễ thương quá. Ôi cái này gì? Em bé học à? Tập học à? Từ. Để tôi quay. Trời ơi, hồi nha, tôi càng lúc tôi càng thích cái con sóc nè, cho tôi bắt sóc nó quá. Vô duyên quá, con người ta đây, tôi cho ông thấy trượt lại lần nữa. À, dễ thương quá. Rồi bây giờ đi chơi tiếp, ông thấy hay không? Trời ông thấy em bé trượt dễ thương không? Ông trượt thấy ghê à? Ông trượt lại coi, ông trượt tôi xem lại coi. Trượt lại coi. Ơi. Đâu? Thôi coi tôi trượt nè, coi tôi trượt nè. Đâu? And... trời ơi, nhìn như cái gì luôn á, trời ghê luôn. À, đây. Ủa, Phong biết trò chơi gì không? Này cái này nó nghe. Cái này người ta gọi là nhảy lò cò. Trời ơi. Nhảy lò cò, đúng rồi. Nhảy lò cò. Đó, bây giờ ông nhảy thử đi. Tưng đó tôi nhảy nè. Đó, xịn không? Đó, bây giờ cho baby chơi. Dễ thương quá. Phong ơi, thấy sao? Tôi thấy thích đúng không? Trời đất ơi. Trời ơi, thấy cũng bình thường, không gì hết. Để tôi qua tôi bắt con cá, tôi bỏ anh xích đu cho nó được. Thôi ông mệt quá. Ông bắt hồi, chập nó chết á. Rồi bây giờ baby chơi xích đu gì không? Đó, nhìn mặt nó vui dễ sợ lắm mọi người ơi. Trời đất ơi, rồi đi chơi tiếp nè.
Đó, tôi coi có gì chơi không. Trời ơi, trong này có nhiều. Ui, trong này có ngựa này Phong ơi. Mấy con ngựa nhìn kỳ quá nè. Thôi, ngựa nè. À, ơi hay là mình cho ngựa ăn đi. Bây giờ tôi chỉ nè, bà lấy một cái rơm á, xong bà nhét con baby vô, xong bà đưa cho con ngựa nó ăn. Không biết điên. Trời ơi, ê thử coi con baby cưỡi được ngựa không ta, thử coi. Phong ơi, tôi cưỡi được ngựa này Phong ơi. Wow. Xin luôn. Trời ơi. Ôi. Ủa, nhìn cái mấy ngựa như mấy ngựa cổ lùng hay sao? À, chân lùng hay sao mà ơi? Đi nó lùng lùng hay sao vậy nè? Ngựa này chân nó ngắn y hệt bà cá mui vậy. Không đã bị sợ bà mui không buồn hả? Trời ơi trời. Cá mui đâu biết buồn. Rồi. Trời ơi, ngựa của người ta. Không kỳ vậy. Trời đất ơi. Tôi đem về tôi nuôi luôn. Trời đất ơi, nuôi sóc chưa đủ con còn đi ngựa nữa. Bây giờ đi tìm tiếp nè. Bây giờ tôi nhớ trong này có nhiều trò chơi lắm Phong ơi. Để lại chỗ người ta đi. Khổ ghê à. Ê dễ thương quá, nó đang vui nè. Ping ping. Nó vừa nói tôi nghe luôn á. Muốn làm gì vậy? Hả? Muốn cầm gì vậy Phong? Ủa? Trái tim. Ủa cầm được trái tim luôn hả? Ôi, thả tim á. Ờ thả tim rồi, trời ơi nhìn dễ thương quá. Bên đây có hồ bơi nè, bên đây có hồ bơi nè. Cầm con sắp chổi vô hồ bơi, chổi vô hồ bơi. Dù gì người ta phải đặt vào. Trời ơi là trời. Quên. Bỏ vô hồ bơi, bỏ hồ bơi nè. Ôi, sướng quá mọi người thấy không? Đó, thấy chưa? Sam đang bơi cùng với bé sóc nè, đó. Cưng chưa? Là Phong thấy không? Đó, có bơ hồ bơi đàng hoàng mà. Thấy chưa? Ủa làm gì vậy Phong? Ủa làm gì vậy? Tôi đang bơi chứ làm gì? Không bơi gì mà như diễn cá chết trôi vậy? Trời ơi, bơi đẹp đẹp vào, bơi thấy ghê vậy? Trời đất của ý tôi. Rồi. Ok, tôi đập cái áo ra luôn. Đâu, ngon, đập đi. Tôi cầm baby rồi, đừng có hồng. Đó, tôi xem còn gì chơi không ta. Ui, trời ơi, trong này nhiều trò chơi quá à. Trời đất ơi. Rồi còn gì nữa không Phong? Còn gì mình đi đâu nữa không? À trong này có cái shop nè. Thấy trong này hết trơn rồi. Tại sao á? Ủa đúng rồi, bên đây có nè. Cái shop nè. Ủa gì cũng biên được đây. Trời thích ra không? À vậy là khu này là bán rượu đúng không? Ừ. Rồi để anh để sóc rồi để chú mua rượu cho con uống. Đâm bay vô giếng mà. Trời ơi, sóc không được uống rượu. Trời baby phải uống sữa mọi người ơi, mọi người nhớ nha. Đó, trời đừng nghe lời ông Phong suối bậy không à. Vô giếng vô tử. À. Đúng không? Tại vì con này là con của Sim với Kai mà, chứ không phải là con của tôi với bà đâu mà phải lo cho. Trời ơi, chăm sóc mình phải nhận tiền mà phải có tâm với người ta chứ Phong. Ủa mà ở dưới này có nhiều cho chuyện. Cho nó uống thử đi, cho nó uống thử coi nó biết đâu nó múa tí quyền cho mình coi sao. Ôi đây là trường học là Phong school nè. Thôi trời trường học nè. School. Đó. Ôi, xin tức sư. Để tôi coi để baby đây được không? Không được hả? Ê, mình chạy được baby luôn nè. À, đi là cái chuyện với baby. Trời ơi, đẹp quá à. Đây, để tôi làm cô giáo này Phong. Đó, xuống học Phong, ngồi vào. Đâu rồi, vào ngồi. Dạ. Đó. Dạ, để ngồi kế bên bạn sóc. Trời ơi, cái... thằng nhóc kia. Mày mới đến đúng không? Mày có biết ta là đầu gấu trong trường học này không? Có bao nhiêu tiền nộp hết ra đây. Em kia, em Phong cực kia, ra ngoài đứng phạt cái tôi. Dạm ăn hiếp bạn à, ra ngoài đứng phạt, trả lên. Bị phạt rồi. Ấy dư mọi người ơi, trời tôi mắc cười quá. Thôi sắp xong nha. Để học cái gì đây, để tôi quay nè. Học cái gì tôi không hiểu luôn Phong ơi. Phong ơi, tôi đây tôi nói nè, tôi đây tôi nói nè. Ủa gì vậy? Vậy hình như bé sắc mình học ngữ pháp gì mà nhìn kỳ cục vậy. Nhìn không ra chữ luôn Phong. Tiếng này giống tiếng miền cái tiếng gì. Tại lúc tôi nhìn tôi không biết tiếng gì đâu. Có bạn nào hiểu cái tiếng này không đừng quên của mình vì dễ sao biết nha. Đó. À tôi hiểu rồi nè. Trong đây ghi là chú Phong là người đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh xương sao Hàn Quốc. Tào lao. Đúng không? Vô duyên quá. Nó đang khen tôi đó, nó đang khen tôi đó. Thôi về nhà rồi, trường học xong rồi nha. Đó trời ơi, trong công nhận trong cái khu này có nhiều thứ quá mọi người. Đóng cửa lại Phong ơi, đóng cửa lại. Thôi trường học phải đóng cửa lại. Đóng lại. À quên. Đó. Quá đáng thật sự. Cái gì cũng nhờ tay tôi. Trời ơi, rồi bây giờ về nhà nè Phong. Trời đất ơi, tôi mệt, tôi đi chơi. Tôi nói thật luôn á, tôi đi chăm mà tôi thấy tôi với ông chăm mà toàn tôi chăm, không cho ông có chăm gì đâu, ông phá không à. Khổ ghê luôn. Trời ơi, chàng nào đây là những bạn trong hồ cá con đi. Thì tôi mới chăm, chứ gọi là một con sóc thì con của Sim với Sa cái cây thì tôi chăm làm gì. Trời ơi, mình chăm mình lấy tiền cho mình ăn chứ làm gì Phong. Vô duyên vô tử. Rồi vào đây nè, vào nhà tôi khóa cửa nè. Khổ ghê, tôi đi chơi với... Dạ, tôi chỉ nè. Chăm cũng dễ mà, bà chỉ cần xây cái chuồng ra xong bà bỏ vô trong đó sóc thường thường ăn gì ta. Ờ sóc thì tôi không biết, nhưng mà gấu tuyết thường thường thì nó sẽ ăn cá đó. Ê trời, không được, không được, không được, không phải nè.
nào cháu ăn cá được, không phải cháu ăn cá được. Cháu ăn cái gì? Bà chỉ cần xây cái chuồng thấy không? Bà xây cái chuồng nè, xong cho bà ăn bỏ hạt vô, dẻ, đúng xong không? Bà bỏ vô ít một ít hạt dẻ thôi là nó ở trong đó được rồi, đâu cần phải chăm làm gì đúng không? Trời ơi, đây trời là ơi. Baby của Simmy và Cairo, mình phải chăm cho kỹ lưỡng chứ đúng không? Đó, trời ơi, trời rồi bây giờ tôi cho baby đi ngủ nè, trời ơi mệt quá, rồi chứ chắc bây giờ baby mệt. À. Vậy. Oh my god. Khoan. Ông ơi, chết rồi, chết rồi, sặc sữa rồi. Bị bệnh rồi. Đây 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 đây, có thuốc. Ô trời ơi, bị sặc sữa đó Phong. Trời ơi trời sợ quá trời luôn. Đi chơi giùm con đi giúp đồ. Nguy hiểm quá. Đó thấy chưa? Sao mày? Sao sao? Ra một điều này. Hả? Thì ra cái con này nè, cái con này là con của Simmy với Cairon đúng không? Ờ đúng rồi, sắc nè. Sao? Ừ. Mà tôi với bà lại là anh với chị của Simmy và Cairon, vậy có nghĩa đây là cháu của tôi với bà. Đúng rồi, cháu của mình á, đâu phải chăm sóc cho kỹ lưỡng chứ, đúng không? À đúng rồi, trời ơi, vậy mà từ nãy giờ tôi quên mất một điều, nó chính là cháu của tôi, cho nên là từ nãy giờ tôi tàn chọc nó không à. Thôi rồi, để tôi ra ngoài đặt cho nó mấy chai bia về hai chú nhậu. Mệt quá à. Khổ ghê rồi, bây giờ ra chào là tôi nghĩ bây giờ chắc là làm một ngày chắc tôi mệt sắp xong rồi, bây giờ ủa con ngựa tay luôn hả? Trời trời, cái gì kìa công vậy? Tôi cười đem cái gì? Trời ơi, ông ăn cắt đồ người ta luôn, tả người ta luôn nè. Rồi bây giờ chào nè. Đó, ok mọi người, mình nghĩ là trời cũng đã khá tối rồi. Để mình nghĩ là Phong, mình và Phong cũng đã chăm sóc xong rồi. Bây giờ mình sẽ về mình lãnh tiền của Simmy tê tê đâu mọi người không? Đó, ok thì cảm ơn. Ê, Sam. Sao? Sam, có gì nói với Simmy và Cairon á, là bọn mình lo cho con gấu này cực nhọc lắm, cho nên lấy 100 triệu luôn nha. Tôi cực cho cực cái ông Tùng phá ông cơ, ông Tùng phá tôi cơ ông à. Khổ ghê à, trời trời tôi thui luôn triệu, à. 100 triệu. Rồi bây giờ chào nhanh nè. 100 triệu. Rồi chào nhanh nè. Ok thì cảm ơn mọi người đã xem hết clip này. Nếu mọi người thích video này đừng quên cho Sam một like, một share, một comment và đừng quên một subscribe. Mọi người đừng quên cố gắng giúp Sam lên 1 triệu sub nha mọi người ơi. Mọi người đừng quên là khi xem video của Sam có hiện quảng cáo, các bạn chỉ cần xem video quảng cáo giúp Sam từ 5 đến 10 giây thôi là giúp Sam có một số tiền nhỏ nhỏ nha mọi người ơi. Ok. Tạm biệt mọi người ở clip sau, hẹn lại. Bye bye. À khoan đã, khoan, còn cái này nữa. Yeah. Mấy bạn ơi, bạn nào mà muốn nhận gọi là gì ta? Những bạn nào mà có em bé mà muốn Phong với Sam nuôi giùm á thì cứ đem qua đây nha. Phong chỉ lấy giá rẻ thôi, 100 triệu một đứa. Ok. Ờ rẻ quá ha. Trời ơi rẻ thật sự. Mình nuôi mà. Toàn tôi chăm luôn, chăm gì? Sao? Ông mình là những bảo mẫu 5 sao. Trời ơi, tôi 5 sao, ông là 1 sao hoặc nửa sao thì có. Tầm 7 tầm 3. Ha. Thôi rồi, bye bye mọi người, clip sau nha. Hẹn lại. Bye bye.